sâu thân ta là sẽ để quên đi chuyện chẳng gió kia, được kể cận sớm hè, được đứng Phật tuyên kinh, bao trầm tư biến tan không phiền lo. Nguyện mai sau hoa tan hoa sen, vì ta duyên có sao luôn mẹ bằng vậy. Từ hiểu ý đến vô tình, người sẽ tổn thương ta, thì tội chi luyến níu nợ duyên ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.